Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi về trung tâm thành phố, trung tâm Sài Gòn để nhìn cái quang cảnh ngày 29 tháng 4 năm 2024. Bây giờ nó vào khoảng 11 giờ trưa. Trước giờ thì Sài Gòn Camera đi về các tỉnh để quay các cái dự án cho quý vị và các bạn cùng xem. Nhưng bây giờ nó khác hoàn toàn trước mặt quý vị và các bạn đây nè. Cái tiệm đổi đô la này quý vị. Ngay ở trung tâm chợ Bến Thành. Và một vài cái hình ảnh ngay phố Lê Lợi cũng như Nguyễn Huệ trong ngày 29 tháng 4. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đây là cái con đường Lê Lợi trên con đường chạy tới chợ Bến Thành. Một cái hình ảnh mình cảm thấy rất là bất ngờ. Khi cái đường phố ngay trung tâm thành phố mà nó vắng hoe, chỉ có lác đác một vài người khách du lịch, khách Tây người ta tới. Còn người dân Việt của mình thì người ta đi đâu hết rồi. Mình nghĩ là đi chắc kiểu như đi trốn nóng. Nó nóng cháy da, cháy thịt, nóng đổ lửa luôn. Đó. Mà một cái hình ảnh là, quý vị, cây xanh rất là ít. Cho nên là trời mà nó nắng nó dội xuống á. Nhiệt độ bây giờ mình ước tính khoảng 42-43 độ C. Nghĩa là khi mà ra đường đó quý vị và bạn, mọi người phải trùm hết từ đầu tới chân luôn. Rồi cổ áo, đội nón, găng tay đầy đủ. Riêng chỉ những người Tây thì người ta ở trần, người ta mặc đồ cột này, quần sót này, áo thun này, người ta đi. Không biết người ta không nóng hay sao quý vị và bạn. Thì không biết thời tiết người ta nó lạnh mà qua đây nó nóng mà người ta vẫn chịu được. Còn dân mình ra đường là coi như là nắng te tua, nắng đổ lửa. Nắng mà coi như là phải nói là nắng cực, cực đỉnh luôn đó. Đó, và hình ảnh đây là chợ Bến Thành nha quý vị và các bạn này, không còn đông đúc. Nghĩa là trong cái dịp lễ này người ta cũng nghỉ rồi, người ta về quê hoặc người ta đi du lịch. Hoặc là đi đâu đó, chứ còn không còn đông đúc như mọi khi. Mọi khi là những cái ngày dịp lễ lược đó thì người ta tập trung ra đây rất là đông, nhưng bây giờ nó khác rồi. Đó, lác đác thì có vài người Tây. Và cái hình check-in thì cũng không còn, nó nắng quá mà chịu không nổi. Và cây xanh thì như quý vị bạn thấy ít lắm. Và người ta đi tìm cái chỗ mát người ta đi thôi chứ không còn. Giờ này thì cũng đã 10 rưỡi 11 giờ rồi. Và cái cao điểm nhất là thời điểm này cho tới khoảng 4 5 giờ chiều nó vẫn còn nóng. Nóng kinh khủng. Nóng nhất trong các năm mà mình chứng kiến tại Sài Gòn. Đó, rồi giờ mời quý vị và các bạn đi vào bên hông cửa Tây này, chợ Bến Thành. Đó, nghĩa là ngày hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và bạn đi về trung tâm để tham quan một vài cái tuyến đường để coi nó đông đúc như trước đây hay không. Thì nhìn chung như mình đã nói đó, đường nó vắng hoe quý vị ơi, đường vắng hoe. Chưa hồi trước mà ra đây thì cửa Đông, cửa Tây, cửa Bắc, cửa Nam đều là rất đông nghịch luôn. Đó, chỉ có cái tiệm đổi ngoại tệ này, thu đổi ngoại tệ là đông kín người luôn này. Người ta vây kín hết trên luôn. Tại vì sao quý vị các bạn biết không? Đô la bây giờ nó tăng kinh khủng, cái tỷ giá cao khủng khiếp. Hôm nay nghe tỷ giá đô la là người ta mua vào là 25.000 một đô la, 25.540 và bán ra là 25.640 một đô la. Đó là cái giá chợ đen đó. Còn ở trong ngân hàng là người ta mua là 25.088 và bán ra ngày là 25.458 một đô la. Đó, hai bên hai tiệm, bây giờ cái tiệm này đóng cửa rồi quý vị các bạn. Không biết là người ta nghỉ lễ hay vì là coi như là cái nhu cầu đổi cái tỷ giá nó cao như thế nào đó mà người ta đóng cửa này. Người ta nghỉ tới ngày 2 tháng 5, nghĩa là lễ người ta nghỉ. Mà khu vực này thì có hai quầy thu đổi. Còn một quầy ở trong chợ Bến Thành nữa, nhưng mà quầy trong đó thì rất là ít. Người ta chủ yếu là đổ hai quầy này. Nhưng bây giờ bên một bên thì đóng cửa rồi. Cũng có thể là chịu không nổi sức nóng. Cái thứ hai là lễ lượt người ta đã đi du lịch. Đó thì thường những cái ngày lễ người ta làm ăn nên khám khá mà không biết sao mà người ta lại nghỉ đó quý vị các bạn. Đó, còn cái tiệm mà bên trái quý vị các bạn đây này, người ta bu đông kín luôn. Đó, nghĩa là một đô la bây giờ mà
người ta mua vào là 25.540 khiếp một đô la. Việt kiều về đây mà cầm khoảng 10 đô la là 250 triệu rồi, 255 triệu rồi. Khiếp 10.000 đô la khoảng 255 triệu, há hồ là xài. Đó nghĩa là quý vị và các bạn ở nước ngoài về mà cầm đô về Việt Nam thì xài rất là thoải mái luôn. Đó, quý vị thấy không? Kín người luôn quý vị các bạn, không có điểm hở luôn. Mà một cái thời điểm này là nắng nóng vô cùng, nắng nóng gay gắt, nắng nóng cháy da. Mấy ngày hôm nay báo chí cũng đăng rất là nhiều về cái việc nắng nóng ở Sài Gòn, chịu nổi. Và cái lượng cây xanh ít đó quý vị, toàn là bê tông có thép rồi này kia đó, rồi cái mặt đường đó, nó nắng nó hắt ngược lên. Nghĩa là cái nhiệt độ trong nhà chừng khoảng 38, 39 độ thì ở ngoài phải tăng lên 3, 4 độ nữa quý vị các bạn. Nghĩa là nó hắt hắt ngược nắng. Đó là cái khu vực chợ Bến Thành. Bây giờ mời quý vị và các bạn đi một vòng cùng Sài Gòn Camera trên trục đường Lê Lợi, sau đó mình ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và về đường Đồng Khởi. Đó, ngay đây là ngay cái khu trung tâm rồi, ngay chợ Bến Thành ha. Đó, mình đi đây thì đi thẳng đi, đi về Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Trãi rồi Lý Tự Trọng. Không. Đó, các cái gian hàng người ta cũng đóng cửa hết trơn. Những cái nhà này người ta cho thuê cho mướn từ năm ngoái tới giờ mà vẫn chưa được đó quý vị các bạn. Bên tay phải quý vị các bạn đây là cái công viên 23 tháng 9. Và đây là những cái trạm điều khiển của các cái nhà ga đó, metro. Bên tay trái quý vị bạn là chợ Bến Thành đó, các bạn nhìn thấy không, trước chợ Bến Thành trước đây người ta còn check in các bạn trẻ đổ ra, bây giờ cái tháng này rồi nó nắng nóng quá để người ta trốn hết trơn luôn đó. Và nhìn nguyên khu vực này cái cây xanh rất là ít quý vị các bạn, không có cây xanh, cho nên cái khi mà nắng nó hắt xuống đường nó phản ngược lên đó, nóng ghê gớm luôn đó. Mọi người ra đường đều phải áo trùm hết rồi, kín cả cổ từ chân lên tới đầu luôn, chịu không nổi. Thời điểm này chỉ có đi xe hơi là sướng thôi, ngồi trong xe hơi có máy lạnh mở ra là sướng thôi. Nó cái nhiệt độ cái này thì không chịu nổi quý vị bạn. Và đây là cái con đường Lê Lợi hướng từ chợ Bến Thành về nhà hát thành phố. Bên tay phải quý vị các bạn đây là cái bệnh viện Lê Lợi, trung tâm cấp cứu Bệnh viện Sài Gòn đó. Đó quý vị và các bạn thấy không? Nó vắng lắm. Khu bên này, thì cây xanh còn sót lại quý vị, nhìn có vẻ nó mát mẻ hơn một chút. Thì lượng xe cổ người ta đậu khá nhiều bên đây. Còn cái hướng ngược lại đó là nó nóng đó, người cũng ít nữa, người ta cũng không đi cái tuyến bên kia mà người ta đi tuyến bên đây. Đó quý vị và các bạn nhìn thấy không? đi xe không ra, ra đường là trùng từ đầu tới đuôi luôn quý vị các bạn, không còn hở chỗ nào luôn, nắng quá mà. Đó thì mấy hôm nay cái thời tiết nó nắng nóng như vậy rồi, và cũng có một cái chuyện thời sự khá nóng, đó là cái việc mà giá đô la, tỷ giá đô la nó lên, và lại giá vàng lên tăng khủng khiếp luôn quý vị các bạn. Giá vàng thời điểm này ngày 29 tháng 4 này là 85 triệu một lượng á, ghê gớm không, giá vàng á 85 triệu một lượng. Và những người ta mua vàng mà người ta vẫn lỗ ha, mua bán vàng người ta vẫn lỗ, tại vì cái chênh lệch giữa giá mua và giá bán nó rất là lớn, lên tới 2,2 triệu một lượng. Cho nên là cứ nghĩ là mua vàng xong rồi chờ để nó lên bán, nhưng mà thực ra không phải, mua thì mua giá cao mà bán lại người ta thu hồi lại thì giá thấp, nó chênh lệch lớn lắm, cho nên là người mua vàng cũng lỗ luôn. Đó là hai cái chuyện thời sự khá nóng cộng với thời tiết nữa rồi. Cho nên hôm nay Sài Gòn Camera muốn đi ra khu vực trung tâm để quý vị và các bạn đó, nhìn thấy đường phố không, nó vắng luôn. Mình không nghĩ đây là trung tâm của Sài Gòn đó, quý vị và các bạn.
không bao giờ mà cái người mà nó như thế này á, nó còn hơn một cái vùng quê nữa, một cái thị trấn xa xôi của một cái tỉnh vùng ven. Đó, còn đây là cái nổi tiếng nhất là khu vực ngã tư Nguyễn Huệ và Lê Lợi này. Bên tay trái quý vị và các bạn là cái tòa nhà của bà Trương Mỹ Lan. Bên tay phải đây là ngày xưa là Thương Xá Tắc. Đó, còn đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Quý vị và các bạn thấy không? Người không có luôn, không biết người ta đi đâu rồi. Đó, thật sự hôm nay Sài Gòn Camera ra cái trung tâm mà nhìn thấy cái cảnh này đó quý vị và các bạn. Lượng xe cộ cũng ít, lượng người đi lại cũng ít, cho mỗi năm về cái những cái ngày giáp lễ đó, người ta đi du lịch tới đây cũng nhiều, các tỉnh người ta lên cũng nhiều, rồi khách du lịch quốc tế tới cũng nhiều. Nhưng mà mình nghĩ chắc thời tiết nó nóng quá, người ta không ra đường hay như thế nào đó. Chứ còn ví dụ như giờ khách du lịch phương Tây không, người ta cầm đô la qua đây người ta đi du lịch, với cái tỷ giá như thế này người ta qua đây người ta đổi chỉ cần 5-7 ngàn đô, 10 ngàn đô là qua Việt Nam ta ở một tháng là coi như xài coi như là phủ phê luôn, 255 triệu, 10 ngàn đô la xài phủ phê của Việt bạc. Thật sự cái thời tiết tay nó gay gắt quá quý vị và các bạn ơi, nắng nóng khủng khiếp. Không biết các cái vùng khác như thế nào, ở trên thế giới nó như thế nào, chọn ở Việt Nam mình từ Bắc chí Nam nóng kinh khủng. Quý vị và các bạn nhìn thấy không, mấy anh mà chạy Grab nhìn cái áo mấy anh mặc á, nó bạc màu hết trơn luôn rồi, nghĩa là nó nắng nóng mà coi như là màu nó phai luôn rồi, phai màu luôn rồi. Thật sự là cái cuộc sống càng ngày cái mưu sinh á càng ngày càng khắc nghiệt quý vị các bạn. Ngay cả thời tiết thôi nó cũng không ủng hộ, nắng nóng kinh khủng. Đó, đây là bây giờ mình đi theo cái chiều hướng ngược lại, nãy là mình chạy lên, bây giờ mình chạy xuống. Đi hướng này là về ngay trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Đó, quý vị và bạn nhìn thấy hai bên đường không? Bên này cũng vậy, bên kia cũng vậy luôn. Chứ ngày xưa đây là những cái khu vực rất là sầm uất, lúc nào người cũng đông, xe cộ, người, khách du lịch tấp nập. Và hôm nay là thứ hai, ngày 29 đó quý vị và bạn. Hôm nay thứ hai, ngày 29. Bây giờ khoảng 11 giờ thôi, cũng chưa đến nỗi là giờ trưa lắm hoặc là chiều. Mà nhìn thấy quán xá hai bên đường ha, khách cũng không có luôn. Ví dụ như nó là người ta không ra đường, nhưng mà những quán xá đó người ta vẫn mở, đằng này cũng đóng cửa. Đó thì ngày mai là ngày 30 tháng 4 rồi, ngày giải phóng miền Nam rồi. Và như mình đã nói đó, mỗi năm thì cũng có nhiều cái lễ hội, cũng có nhiều cái chương trình để mà phục vụ cho những ngày nghỉ lễ. Nhưng năm nay thì mình thấy vắng quý vị. Đây có một cái sân khấu gì đây này, mà chắc ban đêm người ta mới hát này. Có một cái sân khấu, chắc cũng ca nhạc hay gì đây. Và nếu mà nó nắng nóng như thế này thì chiều tối nó vẫn còn như vậy các bạn. Các bạn biết không, nhìn mà mình rờ lên một cái tấm tường của một cái nhà của mình thôi, 9-10 giờ đêm rồi cái bức tường nó vẫn nóng hầm hập lên luôn quý vị và các bạn. Thật sự khủng khiếp. Đó, và mình khi mà ra đây thì như mình đã nói đó là không hiểu tại sao mà những cái quán xá người ta cũng không có mở cửa nhiều đó, cái lượng khách cũng không có luôn. Và cái đường phố nó rộng đó, ra đây nó rộng thanh thang, nó chạy nó giống như là như mình đã nói đó, giống như một cái thị trấn vùng ven. Đó, đây là ngay cái giao lộ này quý vị các bạn. Bên tay phải quý vị và các bạn, đây có một cái nhóm người khách du lịch Tây, có một anh hướng dẫn viên đang thuyết minh về Sài Gòn.
Người Việt Nam thì đi ra đường nghe trùm hết, còn người Tây thì người ta ra mặc cái quần short rồi áo thun ngắn tay người ta đi. Mình cứ nghĩ là người ta nó nóng, bên xứ người ta nó lạnh, qua đây nó nóng quá người ta chịu không nổi, hay vậy người ta không biết vì sao mà người ta muốn tắm nắng hay sao đó. Còn người dân Việt Nam mình chạy ra đường cái là trùm từ đầu đến chân luôn, thật sự nó nóng quá mà, nóng quá. Trước mặt quý vị là nhà hát thành phố và khách sạn Caravan. Đây là cái con đường Đồng Khởi đấy quý vị và bạn này, một cái con đường mà cũng đắt đỏ, người ta gọi là phố Tây đó, mà bây giờ nó cũng lác đác một vài người này, các cái hàng quán xung quanh người ta cũng đóng cửa này, khách khứa đi lại cũng không có này. Đó là một trong những cái hiện tượng mà mình thấy trước ngày lễ. Không biết là sau ngày 30 tháng 4 tình hình nó như thế nào. Đây là cái trục đường Đồng Khởi đây, một cái trục đường mà phải nói là tập trung những cái nhà hàng, khách sạn coi như là nổi tiếng nhất của Sài Gòn, khu phố đắt đỏ nhất. Ngay cả giá nhà cũng vậy thôi, giá thuê nhà cũng vậy thôi. Một mét vuông đất ở đây 2 tỷ mấy, 3 tỷ, thậm chí 4 tỷ. Đắt nhất, phải nói là đắt nhất thế giới. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn cùng Sài Gòn Camera ra thăm trung tâm thành phố và một vài hình ảnh cung cấp tới quý vị và các bạn trong cái dịp lễ 30 tháng 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và bạn có những ngày lễ thật sự vui tươi và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo.